Chào tất cả các em. Hôm nay cô lại cùng các em ôn tập một nội dung kiến thức tiếp theo, đó là chuyên đề hệ phương trình. Như các em đã biết, để giải một hệ phương trình, chúng ta thường sử dụng hai phương pháp cơ bản, đó là phương pháp cộng và phương pháp thế. Để ôn lại cách giải hệ phương trình bằng hai phương pháp này, cô trò chúng ta cùng đến với ví dụ sau. Giải hệ phương trình x trừ căn 5y bằng 1 căn 5x 2y bằng 4 căn 5 Đầu tiên chúng ta sẽ giải hệ phương trình này bằng phương pháp thế Ở phương pháp thế bước 1 chúng ta thường rút một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình còn lại để được phương trình một ẩn Tuy nhiên rút ẩn nào và từ phương trình nào thì chúng ta nên lựa chọn cách làm sao cho đơn giản nhất. Quan sát phương trình thứ nhất, cô thấy hệ số của x ở đây là 1. Bằng cách rút x theo y từ phương trình thứ nhất rồi thế vào phương trình thứ hai, cô sẽ được một phương trình một ẩn. Bằng cách chuyển vế và thu gọn, cô sẽ giải được phương trình này cô được hệ phương trình x bằng căn 5 y cộng 1 và 3 y bằng 3 căn 5. Từ đó, cô tìm được y bằng căn 5. Thế vào phương trình còn lại, ta được x bằng căn 5 tất cả bình phương cộng 1. Và từ đó, chúng ta tìm được x bằng 6, y bằng căn 5 chính là nghiệm duy nhất của hệ phương trình. Tiếp theo, chúng ta sẽ giải hệ phương trình này bằng phương pháp cộng. Phương pháp cộng thường được sử dụng khi các hệ số của cùng một ẩn trong hệ phương trình bằng nhau hoặc đối nhau. Quan sát hệ phương trình đã cho. Cô thấy hệ số của x trong phương trình thứ nhất là 1, hệ số của x ở phương trình thứ hai là căn 5 nên cô sẽ nhân cả hai vế của phương trình thứ nhất với căn 5 và giữ nguyên phương trình thứ hai, cô được hệ phương trình. Căn 5x 5i bằng căn 5. Căn 5x 2i bằng 4 căn 5. Khi này cả hai phương trình đều có hạng tử giống nhau là căn 5x. Để cho hệ số của ẩn y là số dương cô trừ với vế cho vế của phương trình thứ hai cho phương trình thứ nhất để thu được phương trình một ẩn. 3y bằng 3 căn 5 và giữ nguyên phương trình thứ hai. Các em có thể làm hoàn toàn tương tự với ẩn y của hệ phương trình này. Tiếp theo, các em giải phương trình ẩn y, ta tìm được y bằng căn 5. Sau đó thế vào phương trình còn lại, chúng ta tìm được giá trị của x và chúng ta tìm được nghiệm của hệ đó là x thì bằng 6 và y bằng căn 5. Rồi, kết luận nghiệm của hệ phương trình. Chúng ta cũng thu được hệ phương trình có nghiệm duy nhất x y bằng 6 và căn 5 hoàn toàn phù hợp với kết quả mà chúng ta giải bằng phương pháp thế. Khi giải bài tập về hệ phương trình, chúng ta còn gặp các dạng hệ phương trình khác, hệ phương trình bậc nhất hay ẩn. Để luyện tập cách giải hệ phương trình, cô trò mình cùng sang các ví dụ áp dụng sau đây. Ta sang phần bài tập áp dụng. Giải các hệ phương trình sau. Các em quan sát hệ phương trình thứ nhất. 1 trên x 3 cộng với 2 trên y 1 bằng 2. 3 trên x trừ 3 trừ đi 1 trên y trừ 1 bằng 13. Các phương trình của hệ này có chứa ẩn ở mẫu. Do đó bước thứ nhất chúng ta sẽ tìm điều kiện xác định. Ở đây điều kiện xác định của hệ phương trình là x thì khác 3 và y khác 1. Hệ phương trình mới này không phải là hệ bậc nhất hai ẩn. Tuy nhiên, các phương trình của hệ có thể biểu diễn qua hai đại lượng, đó là 1 trên x trừ 3 và 1 trên y trừ 1. Do đó, nếu cô đặt 1 trên x trừ 3 là A và 1 trên y trừ 1 là B, em chú ý các phân thức này có tử khác không nên cô đặt điều kiện kèm theo là A và B phải khác không. Khi đó hệ phương trình của chúng ta trở thành A cộng 2B bằng 2 và 3A trừ B bằng 13. Hệ phương trình mới này là một hệ bậc nhất hai ẩn với ẩn là A và B. Giải hệ phương trình này bằng các phương pháp thế và cộng chúng ta tìm được A và B. Ở trên bảng cô đang trình bày lời giải theo phương pháp cộng. chúng ta tìm được A bằng 4 và B bằng trừ 1. Đối chiếu hai giá trị của A và B với điều kiện AB khác không, chúng ta thấy nó thỏa mãn. Do đó, chúng ta tìm được 1 trên x trừ 3 bằng 4 và 1 trên y trừ 1 bằng trừ 1. Tiếp tục giải hệ phương trình mới, chúng ta tìm được x bằng 3 1 phần 4 y bằng 0. Các giá trị tìm được này thỏa mãn điều kiện xác định của phương trình. Do đó, chúng ta kết luận hệ phương trình có nghiệm duy nhất x y bằng 3 1 phần 4 và 0. Như vậy, để giải hệ phương trình đã cho trong câu 1 này, cô trò mình đã cùng sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ. Phương pháp đặt ẩn phụ thường được sử dụng trong trường hợp các phương trình của hệ đều phức tạp. Tuy nhiên chúng biểu diễn được qua hai đại lượng. Trong kỳ thi vào lớp 10 phổ thông chuyên Lê Hồng Phong năm học 2011-2012, cô thấy có bài yêu cầu giải hệ phương trình sau. 3 trên x 2 cộng 2 trên y cộng 1 bằng 17 phần 5 và 2x 2 trên x 2 cộng với y trừ cộng 2 trên y cộng 1 bằng 26 phần 5. Hệ phương trình này có vẻ giống như hệ phương trình đã cho. Ở phương trình thứ nhất của hệ cũng hoàn toàn có thể biểu diễn qua 1 trên x trừ 2 và 1 trên y cộng 1. Tuy nhiên phương trình thứ hai của hệ thì chưa có điều ấy. Nếu ta chia tử và mẫu của các phân thức trong phương trình thứ hai cho nhau, thì chúng ta sẽ thu được phương trình mới như sau. 2 cộng 2 trên x trừ 2 cộng với 1 cộng với 1 trên y cộng 1 bằng 26 phần 5. Chuyển vế chúng ta thu được phương trình 2 trên x trừ 2 cộng với 1 trên y cộng 1 bằng 11 phần 5. Kết hợp với phương trình thứ nhất của hệ, ta có hệ phương trình. Hệ phương trình này có dạng hoàn toàn giống như dạng phương trình chúng ta vừa làm. Và đến đây các em có thể làm tiếp tục tương tự như trên. Vậy, ngoài sử dụng các phương pháp cộng, thế và đặt ẩn phụ, khi giải hệ phương trình các em lưu ý cần phải sử dụng thêm các phép biến đổi khéo léo để hệ phương trình đưa về dạng quen thuộc. Và sau đây chúng ta xét một ví dụ như thế. Giải hệ phương trình 2 trên x cộng 1 trên y bằng 5 5 xy trừ x bằng trừ 2 Rõ ràng ở hệ phương trình mới này chúng ta chưa sử dụng được các phương pháp cộng, thế hay ẩn phụ để giải. Và hệ phương trình mới này cũng là hệ phương trình chứa ẩn ở mẫu, nên bước đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm điều kiện xác định. Ở đây, điều kiện xác định của hệ phương trình là x khác không và y khác không. Quan sát phương trình thứ nhất của hệ, đó là phương trình chứa ẩn ở mẫu một cách tự nhiên chúng ta nghĩ tới việc quy đồng khử mẫu của phương trình này chúng ta sẽ thu được hệ phương trình mới không còn ẩn dưới mẫu như sau x cộng 2y bằng 5xy 5xy trừ x bằng trừ 2 quan sát hai phương trình của hệ chúng ta thấy 5xy có mặt trong cả hai phương trình. Bằng cách thế 5xy bằng x cộng 2y từ phương trình thứ nhất vào phương trình thứ hai, chúng ta thu được hệ mới. Hệ này có phương trình thứ hai chỉ là phương trình bậc nhất. Đặc biệt hơn, thu gọn đi chúng ta sẽ có phương trình một ẩn. Giải phương trình này ta tìm được y bằng trừ 1. Tiếp tục thay thế giá trị y bằng trừ 1 vào phương trình thứ nhất. Chúng ta tìm được x bằng 1 phần 3 và y bằng trừ 1. Các giá trị tìm được đối chiếu nó thỏa mãn điều kiện xác định của phương trình. Do đó, chúng ta kết luận được hệ phương trình có nghiệm duy nhất. x y bằng 1 phần 3 và trừ 1. Các em ạ, một hệ phương trình có thể có một hoặc nhiều cách làm, tùy theo cái góc độ chúng ta khai thác các đặc điểm của hệ phương trình đó. Sau đây chúng ta sẽ xét một hệ phương trình như thế. Mời các em quan sát hệ phương trình thứ ba. x bình phương cộng xy cộng y bình bằng 4. Cộng x y cộng y bằng 2 ở phương trình thứ nhất và phương trình thứ hai có các đại lượng x bình y bình và xy nên nếu cộng vế với vế của hai phương trình này ta thu được hệ phương trình sau trong đó phương trình thứ nhất của hệ là phương trình bậc 2 với ẩn là x cộng y. Giải phương trình bậc 2 này, chúng ta sẽ tìm được x cộng y. Để cho ngắn gọn, cô sẽ đặt x cộng y là t. Và phương trình 1 sẽ trở thành t bình cộng t trừ 6 bằng 0. Đây là phương trình bậc 2 một ẩn. Bằng cách biến đổi thầy về dạng tích, ta có phương trình trên viết thành T cộng 3 nhân T trừ 2 bằng 0. Và từ đó dễ dàng tìm được T bằng trừ 3 và T bằng 2. Tương ứng với X cộng Y bằng trừ 3 và X cộng Y bằng 2. Với mỗi trường hợp thu được kết hợp với phương trình thứ hai của hệ, chúng ta có một hệ phương trình mới. Do đó ta xét trường hợp thứ nhất cộng y bằng trừ 3 và x cộng x y cộng y bằng 2. Ở hệ mới này tiếp tục thế x cộng y bằng trừ 3 vào phương trình thứ hai chúng ta thu được hệ phương trình mới có x cộng y bằng trừ 3 và x nhân y bằng 5. Rút y theo x từ phương trình thứ nhất ta có y bằng trừ x trừ 3 và thế vào phương trình thứ hai. Phương trình thứ hai lúc này chỉ còn một ẩn. Tiếp tục khai triển và giải phương trình thứ hai. Phương trình này vô nghiệm. Do đó hệ vô nghiệm. Ở trường hợp thứ hai, x cộng y bằng 2 và x cộng xy cộng y bằng 2 chúng ta làm hoàn toàn tương tự như trường hợp trên và cô trình bày lời giải như sau. Mời các em quan sát. Chúng ta sẽ thu được x bằng 0, y bằng 2, x bằng 2, y bằng 0 là các nghiệm của hệ phương trình. Bước cuối cùng, chúng ta kết luận nghiệm của hệ phương trình. Hệ phương trình có đúng hai nghiệm xy là 0, 2 và 2, 0. Đây là cách làm thứ nhất cô muốn gửi tới các em. Vậy còn cách làm nào khác nữa hay không? Mời các em quan sát. Cô thấy ở phương trình thứ nhất và phương trình thứ hai của hệ, chúng ta thấy xuất hiện ba đại lượng, đó là x bình cộng y bình, x nhân y và x cộng y. Trong đó x bình cộng y bình có thể biểu diễn qua x cộng y và x nhân y. Cô có hệ phương trình mới như sau. Đến đây khi đặt x cộng y là A và x nhân y là B. Cô có hệ phương trình mới với ẩn là A và B. Đó là A bình trừ B bằng 4. A cộng B bằng 2 các em hoàn toàn có thể giải được hệ phương trình này. Tương tự như các ví dụ cô vừa phân tích ở trên, chúng ta tìm được A và B. Tức là chúng ta tìm được x cộng y và x nhân y. Công việc còn lại chúng ta làm tương tự như ở ví dụ 1. Các em ạ, hệ phương trình chúng ta đang xét ở câu 3 này rất đặc biệt. Đó là ở mỗi phương trình, nếu thay x bởi y và y bởi x thì mỗi phương trình đều không thay đổi. Hệ phương trình này chính là hệ phương trình đối xứng kiểu 1. Vậy có phải tất cả các hệ phương trình đối xứng kiểu 1 đều có thể giải theo cách này hay không? Các em có thể tìm hiểu thêm điều này và củng cố cách giải hệ phương trình thông qua các bài tập mà cô gửi tới các em chúc các em ôn tập hiệu quả và đạt kết quả cao trong các kỳ thi xin chào và tạm biệt các em